Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh chị em thân mến, lời Chúa Chúa Nhật thứ 8 thường niên mời gọi chúng ta hãy kiến tạo một mối tương giao với tha nhân từ một trái tim quảng đại bao dung, và hãy cất khỏi cặp mắt của mình một cọng kiến chứa đầy những định kiến, để rồi chúng ta đến với nhau với một sự quảng đại rộng lượng bao dung, và nhờ đó chúng ta sẽ kiến tạo được một cộng đoàn sống yêu thương. Trong tâm tình này, giờ đây xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không xa xuống hố sao? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy thì kệ là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ dạ hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bây giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền bởi lòng tích trữ chứa điều lành nên phát xuất sự thiện, và kẻ dữ bởi tích đầy lòng gian ác nên phát xuất điều ác. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng sớm hôm sau, vào lúc hai vợ chồng ăn điểm tâm, người vợ thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi. Ô, tấm vải thật bẩn, cô vợ thốt lên. Bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy cần một loại xà bông mới thì giặt sẽ giặt sạch hơn. Người chồng nhìn cảnh ấy, im lặng không nói gì. Thế là vẫn cứ lời bình phẩm ấy thốt ra từ miệng cô vợ mỗi ngày. Sau khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ trong sân. Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch, nên cô nói với chồng: anh nhìn kìa, bây giờ bà ấy đã biết cách giặt tấm vải rồi. Ai đã dạy bà ấy làm thế nhỉ? Người chồng đáp: không, sáng nay anh vừa dậy sớm và đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy. Thưa anh chị em, thực ra mỗi người trong chúng ta ai cũng đều giống như cô vợ trong câu chuyện. Chúng ta đang nhìn người khác qua lăng kính đang bị hoen ố bởi định kiến của chúng ta. Một lăng kính đang dính đầy bụi bặm của những thành kiến về người khác, bởi những kinh nghiệm đau thương mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời. Và chúng ta trở nên cáu gắt và dễ căm phẫn và dễ dàng phán xét người khác, đoán xét người khác. Chúng ta bực dọc và bất an trước những gì mà tự mình cho là lỗi lầm của người khác. Vâng, thưa anh chị em, có lẽ ai trong chúng ta cũng biết cuộc sống này thực là ngắn ngủi. Vậy mà
Tại sao chúng ta lại làm cho những tháng ngày của cuộc sống ngắn ngủi này đầy dẫy những nỗi muộn phiền? Vì chúng ta để trên đôi mắt của mình một cặp kính nhìn đời toàn màu đen, và nhìn người khác chỉ toàn thấy những lỗi lầm. Có người đã nói, tìm lỗi lầm của người khác là tự đem rác rưởi của họ về cất trong nhà mình. Mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt, thì chúng ta đã đánh mất đi một phút vui vẻ không thể lấy lại được. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, thưa anh chị em. Sẽ chẳng ai có khả năng và trách nhiệm níu giữ cho chúng ta những thời khắc sinh mệnh đang vùn vụt trôi qua. Vâng, không có ai giữ thời gian lại cho chúng ta cả. Vậy, chúng ta có muốn phí hoài cuộc đời này để phán xét những sai lầm của người khác chăng? Hãy làm cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy ý nghĩa bằng những nụ cười của sự trao ban, bằng một trái tim tràn đầy hân hoan do bởi sự rộng lượng và biết tôn trọng cuộc sống của người khác. Đó là điều mà hôm nay, thưa anh chị em, Tin Mừng đã mời gọi chúng ta hãy nỗ lực sống sao để trở thành người hiền. Vâng, bởi người hiền thì lòng tích chứa toàn những điều tốt lành, và người đó phát xuất sự thiện. Người hiền được Tin Mừng nói đến là người không thấy cái rác ở trong mắt anh em, nhưng thấy cái đà ở trong mắt mình. Có nghĩa là người sống chân thật, không giả hình. Người không sống trong sự cố chấp, luôn làm cho đôi mắt của mình rạng ngời bởi cái nhìn bao dung và độ lượng. Vâng, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi hãy sống với thái độ của một người quân tử, luôn nhìn thấy cái khuyết điểm của mình để sửa chữa, để hoàn thiện hàng ngày bản thân của mình, và không bao giờ đưa ra những lời phán xét tiêu cực nhằm phê phán chỉ trích tha nhân. Bởi như lời Tin Mừng đã minh định, người tích đầy lòng ác sẽ phát xuất điều ác. Do đó, khi chúng ta lên án người anh em mình thì cũng có nghĩa là nơi chúng ta không có sự bình an. Có người đã nhận định như thế này: cách mà chúng ta nhìn người khác thực chất là đang phản ảnh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với sự dư dả của người khác. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy người khác đầy giả dối. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đó đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu sự bình an, anh chị em ạ. Chính thái độ cư xử như thế, chúng ta đang đánh mất phẩm giá làm con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay 2019 cũng đã nói: khi chúng ta không sống như con cái của Chúa, chúng ta thường cư xử theo chiều hướng hủy diệt đối với người khác và đối với các thụ tạo khác, cũng như chính chúng ta. Vì chúng ta bắt đầu nghĩ một cách có ý thức hay vô thức rằng chúng ta có thể sử dụng chúng theo ý muốn của chúng ta. Khi đó, sự quá độ chiếm ưu thế, chúng ta bắt đầu sống một cuộc sống vượt qua những giới hạn được áp đặt bởi chính mình trong tình trạng con người và bản chất của chúng ta.
Điều đó có nghĩa là Đức Giáo Hoàng muốn nhấn mạnh, khi chúng ta không còn kết nối với Thiên Chúa, hoặc là khi chúng ta không sống với phẩm giá của Thiên Chúa, chúng ta đánh mất chính mình. Chúng ta chiếm đoạt điều không thuộc về mình. Và vì vậy, chúng ta dễ dàng lên án người khác. Chúng ta dễ dàng phê phán người khác để bù đắp lại cho những sự thiếu thốn ở trong chính mình. Thưa anh chị em, là người con của Chúa, chúng ta được mời gọi sống nhân ái, độ lượng, bao dung, để cuộc sống của chúng ta tràn ngập hạnh phúc. Bởi khi chúng ta cho đi một nụ cười, chúng ta sẽ nhận lại được nhiều niềm vui. Khi chúng ta cho đi sự nhân ái, chúng ta sẽ nhận được nhiều tình bằng hữu. Và như thế, thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta sẽ đạt được sự bình an, điều mà chúng ta hằng mong đợi. Amen.